Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Ở tập trước thì mình đã có một chuyến đi khám phá ở dưới thế giới khu rừng hoàng hôn và mang về được hai cái trophy của hai con boss nè. Bên cạnh đó thì mình cũng có mở một cái rương kho báu bằng gỗ và nhặt được trái Kachi Kachinomi hệ Paramecia. Và ngoài ra thì mình còn có một cái món vũ khí mới, đó chính là thanh kiếm Bedrock này. Vì thấy mấy đồ Bedrock khá là tốt á nên mình quyết định là sẽ nâng cấp luôn những cái áo giáp á, lên Bedrock luôn nhá. Và mình cũng đã có đào và nung những cái quặng rubber trong này nè. Giờ thì nó đã xong hết rồi. Bây giờ chỉ cần lấy ra và bắt đầu cái công đoạn chế tạo luôn thôi. Được một stack máy nè. Đầu tiên á, thì mình cần phải nén nó lại trước thành những cái khói giống như vậy, càng nhiều càng tốt các bạn ơi. Rồi sau đó thì mình sẽ kết hợp với số hắc diệm thạch ở trong này nè để tạo ra những cái khói Bedrock nha. Ở đây thì mình làm được tới 27 khói luôn. Ui hơi bị nhiều á, nhưng mà nó gần hết số hắc diệm thạch mình đang có rồi. Thôi kệ đi. Và mình sẽ bắt đầu chế tạo trước cho mình một cái nón nè. Đó, đây chính là cái nón Bedrock nha. Và khi mà mình full set đồ này thì mình sẽ có được những cái hiệu ứng như là kháng lửa nè, cũng như là bảo vệ khỏi vụ nổ luôn. Ui hơi bị xịn đó nha. Để mình chế tạo full và mặc thử cho các bạn xem. Một cái quần nè, với cuối cùng là một cái đôi ủng, còn dư ra ba cái khói Bedrock luôn. Trong rương mình vẫn còn dư một khói ở tập trước nữa là 4. Để sắp tới mình coi còn món đồ nào tốt thì mình sẽ tiếp tục chế tạo bằng những cái khói Bedrock đó nha. Giờ thì mình sẽ mặc vào thử xem như thế nào. Đầu tiên thì ra chỗ trống trống nè, cởi cái nón ra và đội vào. Ui, cái này nó không được đẹp cho lắm á, nhưng mà sức mạnh thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn đồ kim cương rất là nhiều. Đó, nhìn rất là giống cái có Bedrock di động luôn. Và cuối cùng là đôi ủng nè. Có chưa? Nè, được rồi nè. Ui, được hiệu ứng kháng lửa rồi. Như vậy bây giờ mình có thể nhảy xuống lava mà kiểu như không sợ bị chết cháy nữa. Ui, đã nha, và xuống như vậy nó sẽ không có mất độ bền luôn nha các bạn. Ui, được giờ. Nhưng mà mình nghĩ khi mà đi khám phá mình vẫn nên mang cái đồ ủng may này. Lỡ mà mình không may á, rớt xuống nước khi mà mặc cái set đồ Bedrock này, mà thì mình có thể thay vào đó một cái đồ ủng và có thể tiếp tục trèo lên bờ. Ây da, không được không được. Vừa cởi ra là nó sẽ bị mất máu khi dính lửa liền á, nên cần phải lưu ý. Và cái set đồ kim cương này thì mình sẽ cho tạm nó vào bên trong rương nha. Sắp tới có gì mình sửa chữa rồi có gì mặc tiếp. Còn riêng cái đồ ủng này á thì mình cũng phải sửa lại đồ bên nè, vì mình xài nó cũng được một lúc rồi nên nó cũng bị hư á. Đây, cho vô đây để sửa lại. Sửa lại cái đó và full đồ bền rồi, và có thể tiếp tục sử dụng. Những cái khối ruby thừa thì mình sẽ cất vào rương để sắp tới sử dụng tiếp nha. Và trong ngày hôm nay mình dự định là sẽ qua chỗ của bé ngựa đi ra lửa mà đợt trước mình bị bé ấy hút quá trời á, để coi mình có thể cưỡi và thuần phục được không nhá. Rồi thử dẫn em đó về nhà. Và mình nhớ không lầm thì đây em ngựa có lửa đây nè. Ý, ui chết rồi, em này bị dính vô mấy cái cắt lúng. Để mình giải cứu cho em ngựa mới được. Giải cứu bé ngựa. Rồi ok, không sao hết. Và mấy cái cắt lúng này chắc mình sẽ dùng cái, mình có đem cái, ui chết rồi, cái excavator mình vứt đi mất tiêu rồi. Mình ấy, chết. Mình bị lúng rồi. Ui, hên quá. Để mình vứt mấy cái này ra ngoài đi. Và sau đó cởi lên em này thử nha. Ây da, mới leo lên. Ý, sao lại chui vô mấy cái này nữa. Đó, các bạn có thấy em ngựa này đi nhanh không? Ui, em này đi nhanh cực kỳ luôn. Wow, được. Chịu đi, hiện tim đi. Cô kìa, chạy nhanh cực kỳ luôn á. Để mình mặc full set đồ này, lỡ mà có bị em ấy tạo ra lửa thì cũng không có bị mất máu. Đi đâu vậy? Ý, sao lại đâm đầu vô cát lúng rồi. Ui, đừng em ơi. Đừng, ấy á. Trời ơi, em ngựa tuyệt tình luôn á. Lao đầu vô cát lúng làm gì. Đây, chịu đi, anh vẫn còn dẫn ra ngoài nữa. Không thôi là bị mắc kẹt vô cát lúng chết queo đó. Hiện tim đi. Ui, em này bướng quá. Chạy nhanh nhưng mà bướng quá à. Ui, sao lại hất mình vô cát lúng rồi. Em này nghịch ghê á. Này thì nghịch nè, mình quyết tâm phải thuần phục cho được. Ui dù,
không cho mình lên mình cũng lên nữa. Nó hiện tim rồi, hiện tim rồi. Bây giờ mình đã có thể cưỡi rồi nè. Dây vào cho em cái áo giáp kim cương nè, cái tội nghịch nghịch hả. Wow, phát xét về vẻ bề ngoài á, nhìn em này cũng không tệ tí nào đâu. Đôi chân thì lúc nào cũng đi ra lửa, và có một cái đôi cánh màu đen bé bé xinh xinh nữa kìa. Để giờ mình sẽ ăn một miếng bò bít tết đi, rồi sau đó cưỡi em này đi một vòng cho các bạn xem nhá. Không biết cái đôi cánh này có bay được không ta. Vậy là cái cánh này á, nó chỉ dùng giống như là một cái dù lượn vậy đó các bạn ơi, giúp em ngựa lượn khi mà đáp từ độ cao xuống á. Chắc cũng khá là tiện, tại vì nếu mà không có đôi cánh thì sợ rớt từ độ cao xuống sẽ bị mất máu, còn nếu có cánh thì sẽ không mất một miếng máu nào đâu, mà còn bị rớt trọng nữa chứ, rất là tốt luôn. Và xét về tốc độ thì mình thấy khi mà đang chạy ở trên mặt đất giống như vậy nè, và kể cả trên không nữa, thì em ngựa Nightmare này vẫn nhỉnh hơn em Pegasus một xíu ha. Đó, các bạn thấy là đi rất là nhanh luôn. Có chớn là có thể nhảy lên nữa cơ, nên khá là thích á. À đây, mình nhớ rồi. Các bạn có nhớ cái anh Ender Golem này lúc đầu không? Mới vô quýnh mình chết queo luôn á. Bây giờ mình sẽ trả thù nè. Sóng kiếm rầm này thì á, quýnh mình đầu game nè, quýnh mình đầu game. Cái gì chứ, game mình hù dai lắm á. Đầu trận, đầu game mới vô quýnh mình là mình không có hiện đạt cảm rồi. Quý. À, thì ra anh đó bảo vệ cái rương này. Không biết bên trong này có gì ta. Ui, trong này có ngọc Ender nè. À, rồi những cái bột quỷ lửa, búa Nether. À, cái này hình như là mắc nhện lên men. À, đá lửa nè, còn sắt thì mình lấy tạm cũng được đi. Rồi tạm thời thì lấy mấy thứ này và vứt hàng rào ra. Ê, đừng có đi mất, đừng có đi mất. Nhưng mà em này đi chắc mình cũng không sẽ lạc đâu. Mình có thể lặn theo cái vết lửa mà em này tạo ra để tìm á. Úi, mà bây giờ mới để ý nha. Cái phần đất của ngôi làng Ender này á là những cái đất vi khuẩn các bạn ơi. Đất đó trồng núm thì cực kỳ tốt luôn. Và không biết bên trong nhà bác họ Ràng này có đồ gì nhờ. Mình cũng chưa vô tìm hiểu nữa. Để mình vô đây coi nhà bác họ Ràng này có gì nha. Úi, có được cái nón nè. Ôi, cái nón này đợi. Wow. Ngầu chưa, có hai cái sừng luôn kìa. Rồi em. Ê. Ủa chết rồi, cứu người. Ê, chết bé ngựa của mình. Ây da. Ôi bé ngựa, đừng. Ôi. Ôi, sao vậy? Đừng, cố lên em ơi. Ui, may quá. Ôi, em ngựa của mình suýt chết rồi. Đừng có đi lên mấy cái xương rồng chết đây. Ôi, đằng kia. Ui, thư chiến hả nè. Và mình sẽ đào này ra thử xem như thế nào. Và đây là một cái thư chiến hả nữa hả. What? Oh my god. Bây giờ thì mình đã bị truy nã tới mức giá là 13.551 Belly rồi các bạn ơi. Gần gấp đôi giá cũ luôn á. Ui, cái này về phải mở tiệc ăn mừng mới được. Tiền truy nã lại tăng rồi các bạn ơi. À, và không chần chờ gì nữa. Bây giờ thì mình sẽ trở về nhà và treo cái tấm truy nã này lên luôn thôi. Trước khi đi khám phá thì mình sẽ sử dụng số kinh nghiệm mà mình đang có nè để phục vụ vào công việc nâng cấp áo giáp nha. Vì đây là đồ bedrock nên mình cần phải enchant nó thêm một xíu nữa để tăng cái sức phòng thủ nó lên tối đa. À, và mình sẽ chủ yếu ép cho nó cái dòng mà chậm hỏng thôi. Còn về độ bền thì đồ bedrock rồi phải nói rồi, cực kỳ bền luôn, sẽ có tới 9.000 lần dùng cho cái ủng. Quần thì tới 10.000 lần dùng, áo thì cũng vậy nè, và nón thì tới gần 8.000 lần dùng lận, nên xài thoải mái luôn mà không sợ nó mau hỏng á. À, và ngoài ra thì mình dự định sẽ sử dụng một các phương tiện khác để đi khám phá ở trên biển cũng như là trên cạn trong ngày hôm nay, đó chính là một bé rồng nhá. Nói sợ các bạn không tin chứ thật ra trong này có rồng á. Và để làm được một cái bé rồng và cưỡi thì mình cần phải chuẩn bị một ít cái thuốc súng nè, cũng như là giấy, và sau đó thì mình sẽ tạo ra những cái pháo hoa như vậy, khoảng 9 cái pháo hoa thôi. Công việc còn lại của mình á là tìm thêm da bò thôi, vì bây giờ mình cần phải có da bò nén cái đã để làm một cái yên cưỡi chứ bây giờ hết yên cưỡi mất tiêu rồi. Không biết gần nhà mình còn bò không ta, đợt trước mình giết gần hết luôn á.
lúc lúc không cần á thì nó xuất hiện đầy, mà bây giờ mình cần bò mình tìm chả thấy đâu, đúng buồn luôn. Thôi để bây giờ mình sẽ lên đường và tìm một vài bé bò để lấy da nhá. Sai sai cờ lớp nè, sai cờ lớp nè, rơi ra con mắt. Không biết sao nữa, mình thích cà khịa mấy anh sai cờ lớp đó ghê á. Còn đằng kia là cái tòa tháp mà mình đã khám phá rồi. Và bò ở đây có không ta? Có bò đi nào, rồi mau mau về còn chế tạo nữa. Ui thì cái tên luôn. Chắc quên mốt mình tìm con gì mình im im luôn quá, chứ mỗi lần mình nói ra mình cần con đó là hình như con đó nó núp hết trơn rồi, không thấy luôn nè. Mình lượn cả buổi trời mà cũng không thấy một con bò luôn á. Bò hôm trước mình thấy nhiều cực. Ui ui, ở đây nó còn có một cái tòa thành gì nè. Wow. To như vậy, không biết trong này có da bò không ta? Biết được được trong này nó lại có mấy cái rương chứa da bò các bạn ơi. Ui ui, sung vậy sung vậy. Ui sao mấy con này hôm nay nó nhanh đột ngột vậy? Uống uống máu, ai ai cho uống máu, ai cho uống máu? Lùi lại để uống máu hay gì? Ai cho uống máu? Ui, mặc giáp hả? Mặc áo giáp nè. Này thì mặc áo giáp. Ui sao mình quýnh không được mấy tên này? Mấy tên này lạ nha. Ui, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, coi coi có rương không? Chắc bây giờ mình sẽ lấy đồ thôi các bạn ơi. À đây nè. Ui, mình thấy da bò rồi. Rồi vô đây còn một tên nè, định chạy. Định chạy hả? Ui còn mặc đồ kim cương nữa. Châu vậy. Cái con này nó mặc đồ kim cương đó, nó khỏe cực luôn ý. Mình sợ mình đánh xong tòa tháp này chắc mình không toàn hay về đâu. Nó đâm luôn luôn. Mình mới đứng đó. Ui mình đang bị đói, mình đang bị đói, để mình ăn cái đã. Mình mới đánh tới tầng 1 mà mới có vài cái spawner thôi mà mình đã ví như là bị quánh quá trời rồi nè. Nên thôi chắc bây giờ mình sẽ về nhà sau khi đã có được những cái miếng da bò nhá, để chế tạo nhanh nhanh còn đi ra biển nữa chứ. Để chế tạo được yên cưỡi thì mình cần phải chuẩn bị thêm một sợi chỉ nè, cũng như là một phôi sắt nhá. Và sau đó nén cái da bò lại thêm một lần nữa theo công thức giống như vậy. À, và nó đã có được ba cái da bò nén rồi, giờ thì tạo ra yên cưỡi thôi. Úi, mình có yên cưỡi luôn rồi mà. Rồi hết ta. Thôi để làm dương ra một cái đi, một xíu mình cho bé Pegasus một cái. Rồi và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc chế tạo bằng cách lấy những cái pháo hoa ra và cho một cái yên cưỡi vô trong nè. Nó các bạn thấy cái gì ngộ ngộ chưa? Đây chính là Chinese Raiden Pike. Đó, chính là một cái kiểu như là phương tiện di chuyển bằng rồng ở Trung Hoa. Đây là rồng Trung Hoa, thế nên khi mà mình triệu hồi ra một cái thì sẽ không có cánh nhá. Đặc trưng của rồng Trung Hoa là vậy á các bạn ơi. Nó sẽ không có cánh. Còn rồng phương Tây thì mới có cánh cơ. Nhưng mà nhìn cái rồng thì cũng dễ thương chứ bộ. Nhìn nó hơi yếu yếu một xíu thôi, chứ thật ra ha, bay được rất là tốt quá nha. Đó, đừng đưa, đừng đưa. Và bây giờ mình có thể cưỡi và đi khám phá kể cả trên cạn lẫn trên mặt biển nhá. Vì em này bay cực kỳ xịn luôn. Nhưng mà chỉ có mỗi là àm máu là hơi yếu thôi. Để bây giờ mình sẽ mang thêm một vài thứ nữa rồi sau đó bắt đầu chuyến khám phá trong ngày hôm nay cùng với bé rồng Trung Hoa nhá. Ý, ủa mình chết rồi. Ôi mình lỡ vung kiếm một nữa lần trước thì bé mực, giờ tới bé rồng. Trời ơi mình núp miệng luôn á, tự nhiên mình vung kiếm phát cái chết em rồng luôn rồi. Mình vung đây, đấy rõ ràng mình vung kiếm lên trời, các bạn có thấy không, mình ngước mặt lên trời mà, chứ đâu phải đánh vô bé rồng mình đâu. Lỗi rồi, lỗi game rồi. Ui mà em rồng này đẹp nè, em rồng này màu đỏ đẹp nè. Ok bây giờ mình sẽ tranh thủ vô trong chuẩn bị đồ rồi đi khám phá nhá. Xin lỗi em bé rồng hồi nãy nhá, anh không cố ý đâu á. Và chuyến khám phá đầu tiên thì mình sẽ đi về hướng đông một xíu nha. Tại vì thường thường hướng đông là sẽ có biển đúng không? Nên mình sẽ quyết tâm đi thử về hướng đông xem như thế nào. Và hình như hướng đông của mình là một cái khu rừng rồi. Ổng rồi mình không có qua hướng này. Ý nè, các bạn có thấy không? Đó, tới lúc mình không tìm bò thì bò xuất hiện trong một cái khu rừng rậm rạp như vậy nè. Cú thiệt sự luôn á. Tìm thì chả thấy, tới hồi lúc không cần tìm xuất hiện cả đàn luôn. Và cái khu rừng này có vẻ hơi bị to thì phải. Mình dùng bé rồng bay được một đoạn. Ý, tới biển rồi nè. Ui, còn có tàu hải quân nữa. Được, 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 mình sẽ đáp lên tàu hải quân này xem như thế nào. Đáp lên nè, bây giờ ha, đi làm hải tặc là cưỡi rồng thôi. Hết cưỡi mực rồi.
nâng cấp lên một xíu. Và ở phía dưới này hả mấy anh hải quân. Hello mấy anh hải quân nha. Bù vô đây là mình dùng sóng kiếm cho tạc ra hết. Rồi, bắn súng nè. Bắn súng nè. Năng lực trái tàng hình. Bật skill tàng hình lên cái đã. Đây tàng hình rồi. Và tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu thôi. Một hit là một anh. Một hit là một anh nhé. Và như vậy thì cái tàu hải quân này đã được mình dọn dẹp. Công việc còn lại của mình là đập những cái spawner ra để đừng cho xuất hiện thêm mấy anh hải quân thôi. Và loot rương kho báu thôi nào. Hy vọng là sẽ có được những cái rương gỗ vàng hoặc là bạc. Ôi nhưng mà có vẻ cái tàu này không có rồi. Buồn vậy ta. Ui đừng như hôm qua nha. Ui trời tối rồi hả. Ui em rồng đừng xuống nước nha. Anh không có biết lội đâu đấy. Để bây giờ mình sẽ dùng cái bé giường này ngủ cái đã. Rồi sáng liền. Và tiếp tục đi khám phá thôi. Qua tàu nào giờ. Không qua tàu này đi. Tàu này trên cạn chắc sẽ dễ khám phá nè. Đó. Ở dưới biển kìa. Các bạn có thấy mấy cái tàu bị chìm không? Nếu các bạn muốn á, để sắp tới mình sẽ làm một bộ đồ lặn và sau đó đi xuống phía dưới đáy biển á, để khám phá những cái con tàu giống như vậy nha. Biết đâu ở dưới lại có thêm những cái rương chứa trái quỷ thì sao. Còn giờ thì đánh mấy anh hải quân này trước đi, tính gì tính. Đâu thuyền trưởng đâu? Đô đốc hải quân hay phó đô đốc gì bước ra đây. Ui đây nè. À, có một cánh tay màu tím. Cánh tay màu tím và xăm mình là mình sợ hả? Không hề đâu. Và mình sẽ đập tiếp những cái summoner ở trong góc giống như vậy nè. Đó, ở dưới này thì còn có những cái rương. Và ui không có rồi. Có black metal nữa mà mình không thích black metal. Mình không biết công dụng của nó để làm gì hết á. Hình như trong hốc đó còn có một cái rương nữa thì phải đúng không ta. Đúng rồi. Có bánh mì thôi. Buồn ghê luôn á. Ý mình quýnh anh kia lại gớt cái quần nữa kìa. Mấy này quýnh không cẩn thận hết trơn. Lần nào mình quýnh cũng có một vài anh quýnh gớt quần ra ngoài à. Thì cái tình luôn á. Kỳ cục à. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục đập những cái spawner nhá. Đây một cái nè. Cũng như là ở đây. Và mình sẽ nuốt bớt những thứ ta anh tin á. Chứ không thôi mang nhiều thứ trong người quá mình sẽ không có loot thêm được những món đồ khác. Đây vứt những cái loot bag nè. Túi Bailey thì mình sẽ sử dụng từ từ. Còn anh này bắn xuống mình, nhảy xuống đây kiếm ai, nhảy xuống đây kiếm ai. Anh này đi đâu? Rồi ra kia kiếm luôn. Vậy là trong phòng này còn cái spawner hay sao nè? Đúng rồi, trong phòng còn spawner. Kệ đi đông quá. Sợ quýnh không có lại á. Và giờ thì mình sẽ sử dụng nốt mấy cái túi Bailey này để kiếm thêm tiền nhá. Ở đây còn 4 túi nè. Rồi, giờ thì đi tiếp qua cái tàu hải quân còn lại ở khu vực này thôi. Đây là tàu hải quân thứ 3 rồi đó, ta nói nhất quá tàm đó nha, tàu thứ 3 mà. Ủa? À, mình nhớ rồi. À, đây là cái khu vực mà đợt trước mình đi khám phá nè. Ở đây còn có dấu vết của con tàu mình đó. Nè. Ui, lâu lắm rồi mới gặp lại con tàu không bường của mình. Hay là bây giờ mình sẽ thử nghiên cứu lại ta. Để bé rồng ở đây đi. Mình sẽ đi xuống dưới nghiên cứu lại xem coi có phải là do những cái phần gỗ mà mình chưa dọn đó nó ảnh hưởng đến con thuyền không có di chuyển được không. Chứ đợt trước mình lái á, nó cứ bị vướng vướng hoài à. Đây chặt ra nè. Rồi sau đó tìm cách chặt nốt mấy cái block ở phía dưới coi. Chặt ra được coi được không. Ê. Ui chết rồi, mình chỉ cần bước chân xuống biển thôi là nó bị liền à. Không nguy hiểm đó. Mình sẽ tìm cách chặt luôn, làm liều. Chặt ra nè để cho nó tách khỏi con thuyền của mình. Rồi sau đó đi lên lại. Hy vọng là được nha. Rồi giờ mình có thể nhảy được bình thường chưa. Ui mình xuống nước rồi mình không nhảy được hay sao á. À nhảy được nè. Nhưng mà hơi khó nhảy xíu. Để mình đặt một block cái đã. Rồi giờ thì lên trên và tiếp tục với công việc lái tàu coi. Hy vọng sau khi mình chặt bớt cái phần gỗ thừa đó thì cái con thuyền hải tặc của mình á có thể lái được bình thường nha. Giờ trong thân thuyền mình còn chưa kịp giá nữa là mình đã bỏ mất tiêu rồi. Và không biết mình có thể mang theo cả em rồng đi theo trên con thuyền không ta. Mình sợ lúc mà mình kích hoạt con thuyền lên á thì em rồng sẽ bị rớt xuống nước. Cưỡi thuyền nè. Rồi. Ui đúng như vậy rồi. Có lái được không? Không có lái được á mọi người. Chết rồi. Nó vẫn bị quay mòng mòng nè. Không có đi tới đi lui được á. Chỉ có thể quay mòng mòng như vậy thôi à. Ui. Đúng không? Có lái được chưa?
Ôi mình không hiểu sao luôn á. Nếu mà mình lái bè thì nó không sao, mà lái thuyền là nó bị hả. Thôi lái gì dởm quá, mình cưỡi em rồng còn hay hơn. Em rồng đứng đó đi, đợi anh xíu anh kiếm cái thuyền rồi anh xuống hướng em liền. Là một cái bàn chế tạo nè, đặt xuống và tạo ra một cái con thuyền nhỏ. Rồi sau đó cưỡi em rồng đi tiếp thôi. Đúng hướng chưa ta? Chỉ băng đồ coi, đúng luôn, đúng luôn. Hy vọng sau khi băng qua một cái tán rừng này nữa thì mình có thể gặp thêm một cái vùng biển. Ủa và đây là cái gì vậy? Ủa? Ui các bạn có dây leo nè. Ui dây leo mà nó mọc chằng chịt luôn á. Hình như phía trong này còn có cái công trình thì phải. Em rồng ở đây đi, anh vô anh khám phá thử coi đây là cái công trình gì. Ui em chui vô luôn hả? Ui có tiếng con gì vậy? Tiếng gì mà thấy ghê vậy? Chặt bớt mấy cái lá này coi. Ui cầu thang xoắn nữa. Sao ớn ớn vậy ta? Mình cực kỳ ngán đi xuống mấy cầu thang xoắn này luôn á. À lại là kiểu công trình mà có cái bánh kem dụ dụ mình á. Thôi cái đó mình đi nhiều rồi. Đi về khám phá với bé rồng vui hơn chứ ai hơi sức đầu xuống dưới hoài. Rồi đi tiếp em ơi. Ôi nhưng mà như bây giờ mình đang bị mắc kẹt thì phải. Mình biết rồi, mình như đang bị mắc kẹt trong trong mấy cái này rồi. Tìm đường đi ra thôi. Cho tôi đường ra, cho tôi đường ra. Cuối cùng cũng đi được rồi các bạn ơi. Tưởng đâu mình với bé rồng mắc kẹt trỏng luôn chứ. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục đi về hướng đông thôi. Và như tới biển nè. Ui các bạn có thấy cái đàn cua dưới không? Hơi bị thèm á nha. Con cua bự bự kìa, mình kết nó rồi đó. Cua bự nè. Cua bự. Mấy con cua bự thì nó sẽ rơi ra những cái hình như là cái gì ta. Cái đó là aquatic ingot thì phải á. Để giờ mình sẽ tìm gì thử. Đó đó đó, nó rơi ra kìa, rất là hấp dẫn luôn. Cái đó dùng để chế tạo kiếm cá mập á nha. Nên bây giờ nếu mà gặp những con cua bự giống như vậy thì mình cứ ngồi farm thôi, không có mất mát gì hết á. Rồi và được bao nhiêu cái aquatic đây? 21 nè và 33. Ui có ba con rồi á, mà rơi ra cả đống luôn. Và cái này thì mình có thể đổi ra được rất là nhiều những cái aquatic ingot. Rồi ý có dừa, hay là mình làm quả dừa uống cho nó đỡ đỡ nóng nha. Giờ đang gần tới hè rồi đó. Có rơi trái dừa không? Đây nè, trái dừa luôn. Úi nè, chọi chọi cái trái dừa nước lâm hai mà mình có thể uống dừa rồi. Rồi đi tiếp em ơi. Coi nào, đây có một cái tàu hải quân bé bé nè, để mình qua đây mình khám phá thử coi. Hy vọng là tàu bé nhưng mà sẽ vẫn có trái quỷ cho mình nhé. Như là trái quỷ nằm ngay hướng này đúng không ta? Nếu mình nhớ không lầm thì vậy. Để mình coi coi có phải không. Làm vậy cho nhanh. Ui ui hải quân chơi ác vậy, chơi nhốt một con Reaper sao ở ngay cái đầu tàu luôn. Ui hải quân riết chơi ác nha. Chơi 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 nhốt mấy con bé Reaper ở đầu tàu tội nghiệp vậy. Chơi ác chứ, động vật hoang dã là mình tiêu diệt hết. Chơi ác nè, lớn không mà chơi nhốt người ta trong cái đầu tàu gì đó. Thôi mình sẽ đập nốt cái spawner và đi thôi các bạn ơi. Ui còn xuống đây tìm mình nữa, muốn chết hay gì, muốn chết hay gì. Rồi đi lên thôi, đi lên với bé rồng. May mà bé rồng mình không có sở thích nhảy xuống sông tắm á, nếu không thôi là mình mệt mỏi nữa. Nhìn xa xa mình thấy có một cái con tàu nữa kìa, và đây là một con tàu hải tặc. Ui được được được, tàu bự luôn nha, tàu bự yêu chuột chuột. Ui mấy tên này căng hẳn vậy, mình chưa lên mà. Chưa lên. Ui chưa lên mà quýnh mình căng đi. Ui kìa 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 kìa. Ui lục đục nội bộ, lục đục nội bộ các bạn ơi. Ui lục đục nội bộ, lục đục nội bộ nè. Hải quân, ủa hải tặc trên chung một tàu mà lục đục nội bộ là như thế nào. Và bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để lấy đồ thôi. Hải tặc còn cái cặp tập bè tập bụi với zombie nữa là gì, là như thế nào. Thôi lấy đồ trước đi. Đấy rồi đấy rồi. Cái rương chứa trái quỷ đầu tiên, vậy là có cái đây mở rồi đó. Lượm liền một thanh kiếm mình sẽ lượm luôn nhá. Vứt bớt những thứ linh ta linh tinh đi. Ui mình được một cái kiếm hải tặc màu tím nè. Ủa nhưng mà ủa kìa sao thanh kiếm thường ơi nè. Ui ủa sao ở đây các bạn có thấy nó màu tím không, nhưng mà khi mình đổi xuống nó là màu trắng, lừa vậy. Ui mấy tên hải tặc này lừa lừa thiệt sự, lừa nè, lừa lừa chơi chơi mà rơi ra đồ giả là ăn đòn, ăn
đòn hết, ăn đòn, ăn đòn này, cái tội cho đồ giả. Ở đây có quái không? Đó, ngủ trên không luôn. Và tiếp tục đi rồi. Tiếp tục là hướng đông nè. Hướng đông có vẻ may mắn đó. Và đây lại là một cái con tàu hải quân nhỏ thôi. Nhưng mà không sao, đừng chê những tàu bé nha. Biết đâu một con tàu bé như vậy lại rơi ra một cái rương vàng thì sao? Biết đâu bất ngờ. Ý Cú. Để mình dùng cái bếp nhà cái đã. Rồi sau đó dịch chuyển lại chỗ của cái bé. Bé rồng thôi, trời ơi, suýt nữa thì uống nước chết queo rồi. Đâu, cái bé rồng ở chỗ nào ta? Hướng đông. Đây, hình như bé rồng đang ở con tàu này nè. Mình sẽ đặt ở đây một cái điểm nha. Và tọa độ là khoảng 80 đi để cho chắc cú. Lỡ thấp quá mình lại rớt xuống nước tiếp á. Rồi, và mình sẽ dịch chuyển lại luôn. Đó chỗ nào ta? Như chỗ này đúng không? Đúng luôn. Cái tên nào nãy quýnh mình lọt xuống sông? Với tên nào? Nghe đồn các ngươi là đồng minh của cái tên quýnh mình lọt xuống sông đúng không? Ủa xuống biển chứ. Tự nhiên người ta lên tàu thôi mà quýnh người ta lọt xuống biển luôn à. Kỳ cục hiện đó chứ. Rồi giờ xuống dưới và tìm rương chứa trái quỷ thôi. Hình như cái rương nó nằm ở trong góc này. Đúng luôn. Các người dám quýnh ta. Quýnh nè. Quýnh. Một mình. Chấp hết nè. Và hai tên cuối cùng. Sau đó là đập những cái spawner ở đây cũng như là ở hướng này. Và trên đường đi á, nếu mà mình gặp một cái công trình gì đó ở trên cạn hoặc là trên biển á thì mình sẽ thử để khám phá nha. Ôi, nhưng mà cái tàu này nó không có trái quỷ rồi, hơi buồn á. Nhưng mà thôi kệ đi, vì sao thì mình cũng đã trả được cái thù mà hắn dám quýnh mình gớt xuống nước rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn một miếng bò bít tết nè, rồi sau đó tiếp tục ra khơi nhá. Mục tiêu của mình là thử tìm 3 cái rương chứa trái quỷ trong một ngày xem như thế nào á. Tại vì lần trước mình chỉ tìm nhiều nhất là 2 rương thôi, chưa có lần nào được 3 rương hết. Nên mình muốn thử một lần có 3 rương á để mở cho nó sướng. Và giờ mình sẽ đáp lên cái tàu hải tặc này nè. Kèm rồng ở đây đi. Và sau đó một thân một mình sẽ chiến đấu hết với cái đám hải tặc này. Vô đây, một mình ta chấp hết. Vô đây nè. Lục đục nội bộ mình sẽ giải quyết giùm cho. Mình là ngư ông đắc lợi các bạn ơi, cho bọn chúng đánh nhau đã đi. Thường thường bên căn phòng kia lại sẽ có một tên thuyền trưởng á. Đây nè, thuyền trưởng tóc bạc nè. Này thì thuyền trưởng tóc bạc. Đã tóc bạc mà còn da đen nữa. Rồi, ui, còn nuôi cua hoàng đế trong nhà. Dám nuôi cua hoàng đế trong nhà. Nuôi cua, mình làm thịt con cua luôn. Rồi sau đó đập spawner nha. Ý, thấy cái rương rồi kìa. Hy vọng rương này là sẽ có trái quỷ nha. Này thì hải tặc nè. Yes, có trái quỷ tiếp rồi. Một cái rương bạc luôn. Ui, giờ mình mới để ý nha, hướng này còn có một cái tòa tháp gì nè và một cái con thuyền, các bạn có thấy không? Rất là nhiều con thuyền trong thời đại hải tặc này nó bị chìm á vì sự đánh chiếm lẫn nhau. Nên sắp tới mình sẽ cố gắng đi khám phá phía dưới và còn có cá nữa kìa. Ui, hấp dẫn chưa? Rồi, và coi nào. Đây là cua nè, mình sẽ lấy thêm càng cua mang về. Và vô thử coi đây là cái tòa tháp gì nào. Lại đi xuống dưới. Chưa, trước khi xuống dưới mình sẽ lên trên thử. Biết đâu phía trên lại có những cái rương chứa kho báu thì sao? Có không? Hay là cái này là cái hải đăng ta? Mình nghi lắm luôn á. Cái này chắc là ngọn hải đăng rồi. Nhưng mà hải đăng ai lại xây tiếp trong này? Thường thường á, hải đăng thì họ sẽ xây gần bờ biển hơn cơ. Chứ xây tiếp trong đất liền này sao mà tàu thuyền ta đi qua lại thấy được. Và phía dưới này có cái gì đặc biệt không nè? Đừng nói là cái công trình có bánh kem để dụ mình nữa nha, không thích đâu. À, mình nhớ rồi. Đợt trước mình cũng có vô cái kiểu công trình này một lần rồi. À, đâu rồi ta? Không biết trong này có... Ây ui. Hung dữ nè, cầm cúp đánh mình. Không biết trong mấy cái phòng này có cái phòng chứa sách enchant không nhỉ? Mình nghĩ chắc cũng có chứ, đây là thư viện á các bạn ơi. Mình thấy cái thiết kế này rất là giống cái thư viện luôn. Có nhện nhện nữa nè. Còn gì nữa không? Ui, có rương nè. Trời ơi. Làm gì nhiều đá lửa như vậy, cái đống đá lửa luôn. Lượm, có thì cứ lượm thoải mái đi. 2000 years later. Và cuối cùng thì mình cũng tìm được đường lên rồi. Bó tay luôn á, bị lạc nãy giờ cả buổi giờ ở dưới. Thôi, bây giờ mình sẽ đi lên trên và tiếp tục chuyến đi khám phá thôi, chứ vô trong đó
suýt nữa nghĩ ra rồi. Không biết bé gồng mình có bỏ mình không nữa. À không, bé gồng mình vẫn ở bên cạnh mình. May quá, may quá. Rồi giờ thì tiếp tục đi thôi nào. Đây chính là một con tàu mới nè. Lần này thì nghỉ lộn rồi nha. Em gồng ở đây đi, để anh xíu. Mình sẽ xuống đây và sắp lá cà với mấy cái tên này. Ui, cái dừa mọc ác vậy. À đây đây đây, thuyền trưởng à. Hello. Ui, nhảy cao thế. Nhảy cao thế. Nhảy cao thế. Ui, bật bật hai kỳ vũ trang lên à. Bật hai kỳ vũ trang nè. Này thì hai kỳ vũ trang với mình. Tại mình chưa có học được thôi, chứ mình học được là tên đó cũng sắp mặt với mình đó. Rồi, giờ thì coi lại phần kỹ năng coi. Bên Haki thì mình chỉ mới có một loại Haki thôi. Ý, ấy mình được một cái lợi gì mới nè. Shingan. Shingan là chặt phát chết luôn hả hay sao? Mình cũng chưa biết công dụng của Shingan là cái gì nữa. Để một xíu mình sẽ test thử nha. Ui, mình vừa học được một cái kỹ năng mới nè. Hình như nhất kim chỉ hả? Không biết có phải là nhất kim chỉ không nữa. Nhưng mà nhìn rất là giống luôn. Đâu, mình đang bật Shingan lên nè. Chặt phát có chết không? Nếu không dùng kiếm thì sao? Chờ, để mình chừa một ô tay không đó đã. Rồi tay không nè, Shingan. Ui, một phí Shingan mình chết luôn nè. Kiểu như nhất kim chỉ vậy đó các bạn ơi. Xịn ghê luôn á. Wow, không ngờ có sư phụ cũng tiện thiệt. Mình có thể học tiếp những cái kỹ năng cao cấp hơn. Enderman nè, này thì Enderman. Chắc sắp tới mình phải đi tìm những cái kho báu dưới đáy biển thôi chứ biết sao giờ. Chứ ở trên cạn á, ở trên mặt nước á là nó không có cho mình những cái gương chứa chát quỷ rồi. Ít lắm, có cho nhưng mà cho ít lắm các bạn ơi, tìm ha mà mòn mỏi luôn á. Rồi giờ thật đó. Các bạn thấy những cái con tàu bị chìm không? Sắp tới thì mình sẽ có cách để đi khám phá dưới đáy biển cực kỳ xịn luôn. Nhưng mà trong lúc này thì mình nên ngó trên bờ coi còn gặp cái gì đặc biệt không nè. Coi. Ui, ở dưới biển còn có cái quặng gì nữa. Ê. No. Ui, mình ấn nhầm. Ôi, bé rồng mình rớt xuống nước nhanh quá cũng bị ngẫm luôn rồi. Trời ơi. Đó, mình thấy cái quặng. Thiệt tình cái quặng hồng hồng đó mà làm mình. Mình lại hại người bạn mình nữa rồi. Ủa sao mình. Không thể nào mà dắt một người bạn mà đồng hành được lâu hết nha. Cứ một xíu là lại một người bạn hy sinh à. Chắc tại mình nấp quá. Chắc tại mình nấp quá rồi. Thiệt tình không biết nào mới bớt nấp cho mấy người bạn của mình đỡ khổ nữa. Phải bắt buộc triệu hồi thêm một người bạn nữa rồi. Lần này là người bạn rồng xanh nhá. Mình không có bất cẩn nó đâu. Sẽ cẩn thận và dẫn người bạn này về. Cứ tưởng là có thể cùng nhau về tới nhà rồi chứ. Và mấy cái chỗ mà cát đó, trong đó có đồ nha các bạn. Để sắp tới mình sẽ xuống dưới khám phá sau nhá. Chứ giờ mình còn năng lực trát quỷ á, nên xuống dưới thì nó sẽ không tiện cho lắm. Rồi và coi nào. Ui, giờ chắc tới dùng đồng bằng hay sao rồi. Hết thấy mấy cái tàu hải tặc á. Và đây là một cái nhà của sư phụ nữa nè. Con sư phụ này có các sư phụ cũ của mình không nhá. Để coi sư phụ này dạy cái gì nào. Có nhiệm vụ nè. Và cái nhiệm vụ mà cái sư phụ muốn dành cho mình á là thử thách cái sự quyết tâm của mình các bạn ơi. Đầu tiên á, mình cần phải sống sót sau một đêm ở một nơi hoang dã mà không có bị ngẫm á. Ui, nhiệm vụ này nó lại bị dễ quá. Nhưng mà bây giờ trời hình như còn sáng thì phải. Còn mặt trời có xuống núi chưa nhá. Để bây giờ mình sẽ đợi cho mặt trời xuống núi đi các bạn ơi. Và thử thách sống sót một đêm mà không có chết mạng nào cho sự vụ xem mà sợ luôn nè. Giờ mình có đồ bedrock với kiếm bedrock mà sợ gì mấy con quái đúng không? A few moments later. Màn đêm đã buông xuống rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ để cái bé bét mèo vô trong nè. Đó, tối thui luôn, rất là đáng sợ. Nhưng mà thôi, để bét mèo xuống để cho sáng dễ chiến đấu hơn. Và ý, đằng kia kìa, có một con Cyclops. Để giờ mình sẽ tiêu diệt con đó trước mặt sư phụ luôn cho sư phụ sợ. Ui, và đây là một cái thư tri nã nữa. Ui, hay là giá tri nã mình lại tăng rồi sao? Hấp dẫn nha, hấp dẫn nha.
đánh con zombie này đi ra chỗ khác, chỗ mình thể hiện cho sư phụ coi. Và mình sẽ thử coi coi cái hư chị nã đó có phải là chị nã mình không nhá, và mức giá nó là như thế nào. Đầu tiên mình cần phải đập nó ra và xem giá trước cái đã. Cái này có xem được không? Ui, lên 17.720 milli. Wow, một mức giá rất là cao đó của mình á. Được. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và nhân lúc này mình sẽ farm thêm một vài con zombie để lấy thêm kinh nghiệm nhá. Rồi coi coi ở đây còn con quái nào không. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chiến đấu chứ mà, cho sư phụ thấy kỹ năng chiến đấu của mình. Đây rồi, đây rồi. Skeleton nè, còn con nào nữa. Nhện nhện thì khỏi phải nói, một hit là đi. Con creeper này chạy đi đâu, chơi mà chơi chạy. Zombie cũng vậy luôn. Zombie nè. Cyclops thì khỏi phải nói, ca kìa cứng mạnh. Này thì Cyclops. Tiếp tục là một con Cyclops. Rồi, và trong chốc lát thì mình đã dọn hết cả đàn quái vật ở xung quanh nhà sư phụ luôn á. Và hiện tại thì cái phần nhiệm vụ của mình đó, nó đã được 31, phải nè, nó đang tăng từ từ nè, nó tăng từ từ nè các bạn ơi. Cố lên thôi, chúng ta đã được 30% rồi, còn 70% là hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà sư phụ đề ra á. Cố lên mới được. Cyclops đi ra chỗ khác, mình sẽ bảo vệ nhà cho sư phụ nha. Không còn nào được ha. Lén phén vào nhà, gần nhà sư phụ là chết. Rồi tiếp tục đứng ở đây và chờ đợi thôi nào. Ui giờ mình mới đi nha. Ở đây có một cái X Dio nè. Wow, một cái Dio nữa. Và dùng để làm cái gì? Không có công thức chế tạo liên quan hả? Mà có dùng được không? Ui à. Rồi, mình lỡ dùng mất tiêu luôn rồi. Trời ơi. Mới lượm được một cái Dio, nó không có công thức chế tạo liên quan á, nhưng mà mình lỡ dùng luôn rồi. Định sưu tầm á, mà thôi kệ đi, chắc là gần đây nó còn cũng còn nhiều mà. Ui, ngồi nhà chán quá mà đi vòng vòng và lại gặp thêm một cái X Dio nè. Chiếc này là mình sẽ không xài nữa mà mang về để sưu tầm nhá. Mấy cái Dio đó thì hơi bị hiếm luôn, phải tìm rất là khó ở những cái vùng mà hoang dã giống như vậy nè. Để bây giờ mình sẽ lượn thêm vài vòng nữa coi coi có đủ may mắn để gặp thêm những cái Dio loại khác không nhá. Day 2. Ui, và mình thật may mắn hơn khi còn gặp được một con tàu cướp biển đằng kia kìa, và mặt trời cũng đã lên rồi các bạn ơi. Nhưng mà phần nhiệm vụ á thì nó chỉ mới ở mức là 64% thôi, nên bây giờ thì mình sẽ lượn về nhà nhá. Rồi sau đó cưỡi cái bé rồng của mình á ra cái con tàu hải tặc đó đánh chiếm một lúc, chứ bây giờ mình ở nhà cũng đâu có quán xuất hiện thêm đâu, vậy thì nó lại phí khoảng thời gian đây á. Rồi tranh thủ lúc này, bye bye sư phụ, đi qua đây xíu nha. Cảm ơn tàu hải tặc, biết đâu mình lại có thêm một trái quỷ. Không, một cái rương chứa trái quỷ thì sao? Tại vì đây là một cái tàu hải tặc mà mình chưa khám phá mà. Ui, đằng kia vẫn còn nữa kìa, hai luôn. Quá dữ. Xuống đây coi nào, tắt cái solo đi, không mau chạy nhanh quá lọt xuống nước nữa đó. Và đập cái này ra để đi xuống phía dưới nè. Có không? Có rương không? Ý, à không, cái này cái căn phòng rồi. Mình cần tìm cái rương cơ. Đi rồi. Này thì canh chừng nè, canh chừng như vậy hả, canh chừng như vậy hả. Và không có. Buồn vậy ta, một cái tàu vậy mà không có cái rương chứa trái quỷ rồi. hơi tiếc á nha, nhưng mà thôi, hồi là không có thì cũng đành chịu chứ biết sao giờ. Và tiếc con tàu bên đây, hy vọng là con tàu bên này sẽ không làm mình thất vọng nhá. À, đáp lên đây một cái nè. Rồi sau đó xuống dưới thôi. Chủ yếu là mấy cái tàu này á, nó sẽ có rương chứa trái quỷ ở cái phần mũi tàu đối với tàu cướp biển, còn ở đuôi tàu đối với tàu hải quân. Nên sau rất là nhiều lần đó, sau rất nhiều lần đi tìm thì mình cũng đã rút ra một cái kinh nghiệm để mình có thể lấy được những cái rương dễ dàng hơn rồi. Và Chocola mình có thể lấy về nè. Và bây giờ thì mình đã có đánh ai vậy. Và bây giờ thì mình đã có tổng cộng là 3 cái rương chứa trái quỷ trong một ngày. Đây là một cái thành tựu mới của mình đó nha. Và bây giờ thì đánh sáp lá cà để ăn mừng thôi. Vô đây. xong xuôi. Và phần nhiệm vụ của mình thì đã được mức 73% rồi.
Chắc giờ mình sẽ ngồi gảnh đập về một vài cái spawner đi, để sắp tới thì mấy anh này đừng có xuất hiện thêm nữa. À, lên trên này để đập nốt cái còn lại nhá, tại vì chỗ này vẫn còn phòng và còn một cái spawner nè. Đó, vậy là xong rồi, mình đã hoàn thành được cái phần đi tìm trác quỷ. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ lượn thêm vài vòng để coi coi có đủ may mắn để tìm thêm tàu không. Nếu có thêm tàu á thì sắp tới mình sẽ tiếp tục khám phá. Kìa, ở dưới còn có cái công trình gì nữa kìa. Ui, và đây là một cái tòa tháp gì vậy? Ui, ui, ui. Ui. Wow. Gặp được tàu hải tặc bành kia luôn rồi. Ui, cái tàu bự chứ kìa. Wow, trên đó chắc chắn mình sẽ có một trận đại chiến ở trên đấy á. Được được, từ từ mình sẽ trở lại nha. Mình sẽ không quên chỗ này đâu. Tàu hải tặc khổng lồ đó, đánh dấu màu đỏ luôn để sắp tới còn biết đường mà quay lại để khám phá. Vì bây giờ mình đang nhận nhiệm vụ của sư phụ á, nên không muốn trễ nải đâu. Và trên này là tòa tháp có hay ta, mình cũng không biết nữa, không thấy ai bên trong này hết trơn á. Rương bọng thì cũng không thấy luôn, chắc nó lại dẫn xuống dưới lòng đất rồi. Và bên dưới đó thường thường là sẽ có rất là nhiều quái chờ đợi để ăn thịt mình á, nên thôi tốt nhất là bay lượn vòng vòng chờ đợi cho hoàn thành cái phần nhiệm vụ mà sư phụ đề ra, rồi về nhà mở rương trái quỷ cho nó lành. Nếu mà mình bất cẩn chết một lần thôi là sẽ hết nhiệm vụ thất bại liền, mình chờ đợi lâu lắm rồi không muốn thất bại đâu á. Và phần nhiệm vụ của mình đã sắp xong rồi các bạn ơi, chỉ còn một nữa thôi là 100%. Xong rồi, nhiệm vụ đã xong, bây giờ mình sẽ lại sư phụ một cái nha. Coi coi sư phụ sẽ nói cái gì nào. Ui, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Sư phụ còn nói là nó sẽ quá là nó có quá đơn giản đối với mình không á. Rồi và đó, bây giờ mình đã xong rồi. Giờ thì chắc bây giờ mình sẽ lại sư phụ và coi coi còn nhận thêm một cái nhiệm vụ khác được không nhá. Coi nào. Ui, bây giờ lại có một nhiệm vụ khác rồi. Nhiệm vụ này để tập sau đi, mình sẽ tiếp tục thực hiện. Còn giờ thì về nhà với bé Rồng thôi, chứ đi cũng khá là xa nhà lâu rồi đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà nhá. Ui, cách nhà tới mấy cây lần á. 2 hours later. Mình đã trở về tới nhà rồi các bạn ơi, và cũng vừa ngủ dậy luôn á. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy những cái vàng mà mình tìm được trong chuyến đi khám phá nè, và sau đó lấy thêm những cái rương kho báu ra để bắt đầu mở thôi. Chìa khóa thì được làm từ công thức giống như vậy, 3 cái luôn để mở cho nó đã. Rồi, và trước khi mở thì mình sẽ khoe với các bạn một cái mà mình vừa học được, đó chính là một cái haki mới. Đây chính là Bososuku Haki nha. Cái này như là Haki vũ trang đúng không ta? Nhìn cú đấm thì giống Haki vũ trang quá, không biết có phải không nữa. Để mình thử. Ây da, trời ơi, nhầm 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 nhầm. Kích hoạt lên coi. Có thay đổi gì không? Ủa đúng rồi. Cái này hình như Haki vũ trang nè. Đúng không ta? Để mình test thử trên một cái bé bé nào ở đây đi. Như là heo nè, thử coi có phải Haki vũ trang không nhá. Hình như vậy á. Nè, một cái đòn đánh của mình bây giờ đã được cường hóa lên rất là nhiều luôn. Ui, được thực sự. Chém một huyết thì đương nhiên là chết rồi. Mà nếu mình không cầm vũ khí nè, đánh tay thôi mà đã 7 đam một lần. Ui, cái này chắc là Haki vũ trang á. Cái mà mình thấy trong One Piece á, những nhân vật nào có Haki này bật lên cái người thì tím hết trơn, giống như là bọc bởi kim loại vậy. Xịn ghê, xịn ghê. Và thôi, chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu với công việc mở rương kho báu thôi, để không qua một hồi quên mất. Rồi, đầu tiên là mình sẽ mở những cái rương cấp độ thấp trước đi, tại vì hổm rày mở rương xịn trước không ha. Và mong rằng nó sẽ rơi ra một trái ác quỷ mới cho mình, chẳng hạn như là cái rương này. Búp. Ui, trái gì vậy? Trái được này được mang tên là Kilo Kilo Nomi. Hình như cái trái này trái cân nặng thì phải á nè. Cái này có 4 skill. Một skill là Wireless, kêu là Kick Up Jump, Heavy Punch nè, và Killer Press nữa. Ui, được đó nha, được đó nha. Trái cân nặng các bạn ơi. Rồi, tới một cái rương thứ hai nè, mở dưới đi. Và sẽ ra cái gì? Ui, cái trái quỷ gì mà nhìn giống trái cherry vậy? Trái này được mang tên là Sabi Sabi Nomi. Chỉ có đúng một kỹ năng thôi. Sao kỳ dữ vậy? Sao giống trái mà mình từng sở hữu vậy ta? Này trái này nè,
trái Goenomi nè, đúng một kỹ năng luôn á. Vậy thì không có thú vị cho lắm. Nhưng mà cái ấy 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 à, tắt 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 tắt, mệt quá mệt quá. Tại vì khi mà mình bật Haki á thì cũng có sức chịu đựng các bạn ơi. Mình kiểu dạng newbie à, mà bật Haki lâu quá thì nó sẽ bị mất sức á, nên bị chóng mặt. Rồi giờ thì mình sẽ mở nốt cái rương cuối cùng nhá. Hy vọng là một trái quỷ hệ Logia đi. Búp. Mình vừa vào lại game các bạn ơi. Nãy mình vừa ấn mở cái rương kho báu bạc á, nó bị crash game mất tiêu rồi. Và hậu quả là mình mất luôn cái rương á. Buồn ghê luôn. Lần trước mình mở cái rương vàng thì cũng bị crash, mà lần này mở rương bạc cũng bị crash luôn. Chắc mình không có duyên với mấy cái rương xịn rồi. Mà thôi kệ đi, dù sao trong ngày hôm nay mình cũng đã có được hai trái quỷ mới rồi. Một trái là Kilo Kilo Nomi hệ Paramecia, và một trái là Sabi Sami Nomi hệ Paramecia luôn. Và nhìn rất giống trái cherry nhá. Bên cạnh đó thì mình còn học thêm một loại haki mới cực kỳ xịn, giúp cường hóa cái đòn đánh của mình lên, đó chính là haki vũ trang nè. Sắp tới thì chắc mình sẽ sử dụng loại haki này nhiều hơn mới được. Và mong rằng á thì sau những chuyến khám phá thì mình sẽ có may mắn hơn khi nhặt được những cái rương trái quỷ nhiều hơn, chứ tỷ lệ các rương trái quỷ gì hơi thấp. Đi cả đống tàu mà được đúng có ba cái rương à, đã vậy còn bị mất hết một cái rương nữa. Nhưng mà không sao, mình sẽ không từ bỏ đâu. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.